tham gia của rất nhiều các cái tế bào cũng như là các cái cytokine. Và đây là những cái đáp ứng miễn dịch. Khi mà cái đáp ứng miễn dịch này quá mức thì cũng có thể trở thành gây hại, nhất là chúng ta thấy gây ra những cái cơn bão cytokine. Và để mà chẩn đoán sớm và dựa trên nhiều các cái xét nghiệm thì người ta thấy là người ta nghiên cứu về cái xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể, cũng như là cái để dựa vào đó chúng ta lấy mẫu làm xét nghiệm cho các cái giai đoạn, thì chúng ta thấy là thời gian ủ bệnh của nó, chúng ta thấy là từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ thứ sáu thì chúng ta thấy là bắt đầu là chúng ta mới thấy có các cái triệu chứng, giai đoạn đó chưa có triệu chứng. Từ ngày thứ 8 trở đi thì chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu có thể có triệu chứng. Cho nên những trường hợp nếu mà người ta bị sớm thì gần như các bạn cũng sẽ không phát hiện được. Và đến những cái khi mà nó xuất hiện được những cái IgM và IgG thì chúng ta thấy là từ ngày 8 đến ngày thứ 10. Cho nên nếu như chúng ta lấy và các cái xét nghiệm không đúng vào các cái giai đoạn thì nhiều khi cũng không phát hiện được. Đây cũng là những cái cảnh báo và những cái trường hợp mà chúng ta cho chỉ định để làm xét nghiệm thì chúng ta cũng phải tính đến cái yếu tố này. Vậy thì đây là một cái virus mà chúng ta thấy là nó lan truyền rất là nhanh, và trong quá trình lan truyền đấy thì vừa tiếp tục biến đổi gen để tạo ra nhiều cái genotype mới. Và ở Việt Nam của chúng ta trong cái làn sóng 3 này chúng ta phát hiện ra được 6 cái chủng khác với cái chủng virus ban đầu. Cái chủng phổ biến hiện nay của chúng ta là D614G. Đây là những cái chủng mà chúng ta thấy có những cái đặc tính độc tính gây cái tử vong cũng như là gây cái lan rất là nhanh. Những cái biểu hiện lâm sàng thì chúng ta cũng thấy nó cũng giống như là những cái bệnh cảnh của cúm. Và có một điều nữa là có rất nhiều các cái triệu chứng mà có thể làm cho chúng ta dễ bỏ qua và nghĩ đó là những cái bệnh cảnh của các cái tổn thương của các cái bệnh lý khác. Ví dụ như ở trẻ em thì chúng ta thấy là có khi biểu hiện như là Kawasaki, hoặc là những cái vào với các cái triệu chứng là tiêu chảy. Nhưng ở người lớn thì chúng ta thấy là nó sẽ tương đối điển hình cho một cái nhiễm virus ở đường hô hấp. Và chúng ta thấy là cái sức đề kháng của nó ở trong cái quá trình khi mà tấn công vào trong cơ thể thì chúng ta thấy nó có thể tồn tại trong khoảng 4 tuần kể từ khi xâm nhập. Cho nên cái thời gian chúng ta thấy là an toàn thì chúng ta thấy là phải khoảng 28 ngày. Ngoài môi trường thì nó cũng rất dễ bị chết bởi các cái ánh sáng, tia cực tím và nhiệt độ cao. Và ở môi trường mà lạnh ẩm thì chúng ta thấy là nó tồn tại từ 1 đến 3 ngày, nhưng nó rất dễ bị tiêu diệt bởi cồn từ 60 cho đến 80 độ, các cái chất khử trùng có chứa clo và những cái dung dịch như peracetic acid hoặc là các cái hóa chất mà tương đương. Vậy thì đứng về sinh bệnh học thì chúng ta thấy là với cái cấu trúc đặc biệt như vậy thì nó dễ có những cái tác động lên người bệnh và chúng ta phải hết sức cảnh giác. Và một cái điều nữa là chúng ta thấy là cái tác động lên trên nhân viên y tế thì hiện nay theo những cái báo cáo ở các cái nước thì người ta thấy là cái tỷ lệ lây nhiễm ở nhân viên y tế cũng khá cao. Ở Trung Quốc là có đến 5.000 ca nhiễm và hơn 100 ca tử vong. Tại Ý là 13.522 và trên 100 ca tử vong. Ở Mỹ là 5.400 và ở Tây Ban Nha là 12.298. Ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta chưa có công bố chính thức là con số là bao nhiêu. Nhưng mà cái số ca ở Việt Nam của chúng ta là cũng ở nhân viên y tế là đã có. Và theo cái tính toán thì khoảng 10% tổng số ca là nhân viên y tế. Vậy thì các cái thuốc điều trị đặc hiệu đã có chưa? Thì hiện nay thì chúng ta thấy là chưa có thuốc đặc hiệu. Và Việt Nam của chúng ta cũng như là nhiều nước đang kêu gọi vấn đề sử dụng các cái huyết tương để chữa cho bệnh nhân COVID-19 và kêu gọi những cái người đã khỏi để hiến cái huyết tương phục vụ. Và hiện nay thì với cái sự kêu gọi như vậy, Việt Nam mình cũng đã rất là có nhiều các cái bệnh nhân sau khi khỏi đã tình nguyện để mà cho huyết tương.
đấy cũng là một cái phần mà hiện nay chúng ta đã mở ra trong một cái nghiên cứu. Và một vấn đề dự phòng mà tôi nghĩ là gần như là cứu cánh cho chúng ta, đó là vaccine. Nhưng chúng ta thấy hiện nay cuộc chiến vaccine COVID-19 này đang diễn ra và gây ra rất là nhiều các cái tranh luận, rất là nhiều cái vaccine mà chúng ta chưa kịp đưa ra thử nghiệm ở trên người. Đấy cũng là những cái điều mà chúng ta cần phải cảnh giác. Và chúng ta thấy là nếu có một sự hợp tác thì chúng ta thấy cái vấn đề mà tạo ra những cái vaccine mà có được thử nghiệm và nhanh chóng đưa ra cho cộng đồng, đấy là cái niềm mong ước. Và Việt Nam của chúng ta cũng đang có những cái kết hợp với tổ chức phát và là những cái nơi mà tài trợ để giúp cho chúng ta nhanh chóng nghiên cứu để đưa ra những cái vaccine phòng cái sạc coronavirus 2. Và đấy cũng là một cái niềm mong mỏi của tất cả cái người dân cũng như là những người làm ở trong cái ngành y tế của chúng ta. Và đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là những người tình nguyện mà cho cái huyết tương. Và trong cái cuộc chiến này thì Việt Nam của chúng ta cũng đã đưa ra rất nhiều các cái chính sách để giúp cho cái sự thành công của làn sóng thứ nhất. Nhưng mà những cái văn bản này nó diễn ra và phù hợp với từng các cái giai đoạn. Những cái văn bản mới của Bộ Y tế hiện nay cập nhật tất cả những cái hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 do cái chủng coronavirus mới này, được đặt tên là sạc coronavirus 2 này, thì cũng đã được cập nhật vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 sau cái đợt sóng, làn sóng thứ nhất. Và những cái này cũng đã cho chúng ta thấy được những cái hình ảnh về lâm sàng, chẩn đoán và điều trị của các cái nhóm của nhóm các cái chủng sạc coronavirus này. Và đặc biệt là Bộ Y tế cũng đã ban hành cái bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và các cái dịch bệnh đường hô hấp cấp. Bộ tiêu chí này giúp cho các bệnh viện chúng ta nhìn lại xem cái việc tổ chức triển khai cái công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 ở trong các cái bệnh viện của chúng ta như thế nào, những điểm nào làm chưa đạt, những điểm nào còn chưa tốt thì chúng ta phải có kế hoạch để cải tiến và để làm cho nó tốt hơn, để ngăn chặn ngay những cái xâm nhập của các cái ca bệnh vào trong các cái cơ sở khám chữa bệnh, để rút kinh nghiệm cho những cái trường hợp mà nó có thể đi sâu vào trong các cái khoa phòng dẫn đến những cái lây lan lớn ở trong các cái bệnh viện. Những cái bài học mà từ những cái làn sóng thứ hai này của các bệnh viện ở Đà Nẵng cũng như là những cái sự lây lan ra cộng đồng mà cho đến bây giờ chúng ta mất dấu của F0 cũng là một cái thách thức và một khó khăn cho cái phòng chống dịch ở cái làn sóng thứ hai này. Và chúng ta cũng thấy là việc ban hành các cái hướng dẫn để bổ sung cho cái công tác quản lý chất thải, vấn đề vệ sinh môi trường cũng sẽ hỗ trợ cho cái công tác phòng chống dịch. Trong cái ngày mà họp của Ủy ban phòng chống dịch thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nói rằng chúng ta đã có một cái mắt xích mà trong đó một con ốc vít nó bị lỏng thôi thì đã gây ra một cái hậu quả rất là lớn. Và chính vì thế mà chúng ta phải triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch đồng bộ, không chỉ lấy y tế mà lấy tất cả các lực lượng khác ở trong xã hội cùng phải tham gia. Và chúng ta phải tập hợp lại được tất cả các cái lực lượng cùng đồng lòng thì lúc đó cái công tác chống dịch của chúng ta mới có thể thành công. Và Việt Nam của chúng ta là đã đưa ra những cái khẩu hiệu mà để giúp cho người dân và tất cả mọi người cùng chung sức, các ngành, người dân, bệnh viện và mọi người có thể cùng chung tay để đưa cái công cuộc mà chống dịch này của chúng ta đạt được cái thành công. Một trong những yếu tố quyết định thành công ở giai đoạn đầu là các cái giải pháp tổng hợp từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, nêu gương, xử phạt cũng đã giúp chúng thấy là mọi người dân vào cuộc. Tuy nhiên, cái sự nới lỏng và cái tâm lý chủ quan đã làm cho chúng ta xảy ra cái làn sóng thứ hai. Và một lần nữa,
thì chúng ta thấy phải xác định là dịch bệnh còn kéo dài và vaccine thì cũng phải có thời gian để chúng ta có những cái thử nghiệm để đem được một cái vaccine tốt nhất cho cái người dân để tránh những cái tác dụng phụ. Và thực sự đây chính là một cái giải pháp mà mong muốn, và chúng ta bên cạnh đó vẫn phải tăng cường các cái giải pháp thực sự để chung sống an toàn và ngăn ngừa các cái lây nhiễm. Đây là những cái họp mà của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch vào sáng ngày 18 tháng 8 cũng đã đưa ra những cái chủ trương chính sách của nhà nước như vậy. Và về phía Bộ Y tế thì chúng ta xác định thêm đó là một cái ổ dịch ở Hải Dương với cái ca nhiễm đầu tiên thì cũng liên quan đến Đà Nẵng. Và cái chủng này thì đã xác định là nó cùng nguồn gốc với lại các cái ca ở Đà Nẵng. Và hiện nay thì Bộ Y tế cũng đã đưa Hải Dương vào trong 4 cái tỉnh mà chúng ta cần phải có cái sàng lọc và cảnh báo ở trên toàn quốc. Và để có thể làm tốt cái công tác thì ngày 11 tháng 8 Bộ Y tế đã có những cái công điện khẩn, và sau đó thì sẽ có đã đưa ra những cái biện pháp nhanh chóng để tăng cường cái công tác kiểm soát lây nhiễm ở trong các cơ sở khám chữa bệnh. Về ở Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì đã có một cái công điện, trong đó có 14 điểm để tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các cái hoạt động mà ngăn ngừa cái lây nhiễm. Các cái biện pháp này thực sự chính là tổng hợp nhiều mũi và nhiều khía cạnh, và tất cả mọi người ở trong các cơ sở khám chữa bệnh đồng lòng thì tôi nghĩ là sẽ thành công. Và vừa rồi thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một cái mô hình của Singapore để tổ chức lại cái hoạt động của cái khoa cấp cứu để làm sao cho bệnh viện không trở thành cái nơi lây nhiễm coronavirus 2, mà tôi thấy rất là hay. Ở đây là một cái bệnh viện mà lâu đời của Singapore, cái tuổi lịch sử là đã 199 năm, có 1.785 giường bệnh, khoa cấp cứu thành lập 72 năm và quản lý khoảng 130.000 bệnh nhân trong một năm. Có 70 bác sĩ, 25 bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và 45 bác sĩ nội trú, 200 điều dưỡng. Họ đã vừa làm sàng lọc để phát hiện, vừa cách ly, vừa điều trị, vừa cung cấp các cái dịch vụ chăm sóc. Và người ta đã sớm thiết lập một cái cấu trúc mang tính chất là như là một cái hệ thống mà triển khai cái sàng lọc cấp cứu ở trong bệnh viện và được thực hiện ngay tại khoa cấp cứu, bao gồm cả vấn đề quản lý nhân lực, các cái chuỗi cung ứng, vận hành, thông tin, truyền thông và liên lạc. Và chính cái điều này đã giúp cho là đưa đến cái sự thành công của cái khoa cấp cứu này, đã hạn chế, ngăn ngừa được cái sự lây lan sâu vào ở trong các cái khoa phòng. Các anh chị thấy đây là những cái khu cách ly người ta tổ chức ngay ở tại cái khu cấp cứu để không xâm nhập vào bên sâu, và sắp xếp lại cái chăm sóc bệnh nhân nặng ở khoa cấp cứu, xem bệnh nhân nặng thì cách ly ngay và chuyển đổi các cái thời gian của nhân viên của khoa cấp cứu từ 3 ca mỗi 8 giờ sang 2 ca mỗi 12 giờ, và cấp cứu chia làm 3 ca trực ở trong 24 giờ. Thì tôi nghĩ là cái này ở Việt Nam của mình cũng khá là giống như vậy, và phân công giờ làm việc, kéo dài thời gian làm việc của mỗi ca rồi chia thành 5 đội, mỗi đội sẽ phân công phụ trách nhiều khu vực trong mỗi ca làm việc, và cái thời gian thay đổi dài hơn để cho phép cái người nhân viên trực có thể được nghỉ ngơi, tức là làm mỗi 12 tiếng, sau đó nghỉ 12 tiếng. Như vậy thì đây cũng là những cái mà hiện nay ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai là làm 12 tiếng và nghỉ 12 tiếng để giúp cho cái người nhân viên y tế có thời gian nghỉ ngơi. Và đặc biệt là họ đưa ra những cái chính sách, những cái biện pháp để làm sao cái người nhân viên hạn chế tiếp xúc với tất cả những cái nhân viên khác. Sau khi họ làm xong mỗi ca bệnh thì họ đều được tắm, thay quần áo và được sử dụng những cái đồ của mình, đồ sạch, sau đó đi về và đi thẳng ra bãi đậu xe, ra cái hệ thống giao thông công cộng, không có di chuyển vào các cái khu vực khác.
Những cái hoạt động như thế này cũng đã giúp cho là ngăn ngừa cái sự xâm nhập sâu. Đây là những cái hình ảnh của bệnh viện ở sinh rất của chúng ta là sàng lọc ngay từ phía bên ngoài. Và đặc biệt là ở Singapore thì người ta có cái hệ thống những cái bảng màu để cảnh báo, và họ chiếu ở trên các cái khu vực công cộng để cho người dân biết là hiện nay thì cái mức độ mà dịch báo động của cả nước đang là như thế nào. Thì trong cái dịch SARS trước đây thì cái cảnh báo của Singapore đó là màu da cam, có nghĩa là dịch nặng và dễ lây lan nhưng vẫn được kiểm soát. Còn đối với COVID-19 thì cảnh báo là màu da cam. Các anh chị thấy là màu vàng là còn nhẹ nhưng mà màu da cam là bắt đầu chuyển sang nặng. Vậy thì những cái cảnh báo này sẽ giúp cho người dân, người ta có thể biết được và người ta có thể chủ động để mà tham gia những cái hướng dẫn và tuân thủ những cái hướng dẫn của chính phủ cũng như là của ngành y tế đưa ra. Đây là những cái thông điệp khẩn mà của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những cái biện pháp. Và chúng tôi cũng thấy rằng Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin và những cái điểm mới cũng như là học tập những cái kinh nghiệm từ các nước cũng như là cái nơi mà chúng ta gần chúng ta để chúng ta có những cái kế hoạch, có những cái biện pháp và có những cái chọn lựa làm sao để giảm cái nguy cơ lây nhiễm và tránh được cái sự xâm nhập của các cái bệnh nhân COVID-19 mà chúng ta để lọt vào trong các cái vào sâu trong bệnh viện và dẫn đến những cái lây nhiễm ở trong bệnh viện. Và cũng một cái điều nữa là chúng tôi cũng chỉ mong muốn tất cả những cái điều này sẽ giúp cho các nhân viên y tế chúng ta cảnh giác và đặc biệt là phải tuân thủ những cái biện pháp để tránh cái lây lan cho chính mình cũng như là lây lan ở trong cái cộng đồng bệnh viện. Đấy là một số những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và tôi cũng xin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Thư, chị có thể là chia sẻ thêm cho những cái vấn đề này hay không? Và cũng rất là mong xem là các bạn ở các cái chương trình đang theo dõi chương trình của chúng tôi có muốn hỏi hoặc là muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là những cái nơi mà bệnh viện các bạn cũng đang đồng hành với lại cả nước trong cái công cuộc chống dịch COVID-19 này. Xin cảm ơn các bạn. Xin phép được cảm ơn, trân trọng cảm ơn bài trình bày hết sức sâu sắc và đầy đủ các cái thông tin cập nhật về đại dịch COVID-19 hiện nay của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà. Trước khi có những cái câu hỏi thảo luận thì em cũng xin phép được hỏi Phó Giáo sư Anh Thư thì có thêm những cái cho quý vị như thế nào không ạ? Xin kính mời Phó Giáo sư ạ. Thưa chị là mình sẽ có một số những cái câu hỏi có liên quan đến bài của cô Hà đó, thì xin phép là sẽ có cái thảo luận rồi sau đó sẽ có một cái giải lao, rồi sau đó là tiếp theo là bài của cô. Cảm ơn bác sĩ Tuấn. Tại vì thật sự thì có lẽ là trong cái chương trình của ngày hôm nay của chúng ta là chủ yếu là chúng ta nói về những cái đại cương về cái tình hình nhiễm COVID trên thế giới và Việt Nam, cũng như nói sơ lược về cái vấn đề là sinh bệnh học cũng như chẩn đoán và điều trị thôi. Cho nên là tôi nghĩ tiếp theo cái phần của tiến sĩ Thanh Hà thì chắc tôi xin trình bày tiếp luôn cái phần cái trình bày này, tại vì giống như là gần như là một cái phần bàn luận thêm những cái điều mà nãy giờ tiến sĩ Thanh Hà đã nói, cho nên có lẽ là mình được cho phép tôi trình thêm và sau đó thì chúng ta có câu hỏi trả lời luôn. Dạ vâng, em xin kính mời Phó Giáo sư Lê Thị Anh Thư ạ. Xin trân trọng mời cô.
thì như hồi nãy là tôi cũng có nói rằng là cái tiếp theo cái bài của tiến sĩ Thanh Hà, thì tiến sĩ Thanh Hà đã cho chúng ta những cái phần mà những cái nội dung rất là bao quát về cái vấn đề tình hình nhiễm COVID cũng như là vấn đề những cái tình hình sinh bệnh học và chẩn đoán và điều trị một cách sơ bộ. Thì qua phần này thì tôi cũng muốn lại bàn luận thêm một chút về những cái vấn đề mà nãy giờ tiến sĩ Thanh Hà đã nói. Thì cái đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái mình hay nói về là bệnh COVID-19, phải không nào? Và bắt đầu là đặt tên từ Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên. Trước đó thì tên là nCoV-2019. Và sau đó thì, nhưng mà cái con virus mà gây cái COVID-19 thì Tổ chức Y tế cũng đặt tên luôn là SARS-CoV-2. Thì đây là một số những cái về của mình tên gọi. Và hồi nãy thì chúng ta đã nghe tiến sĩ Thanh Hà nói về cái tình hình những cái tình hình nhiễm COVID ở trên toàn thế giới, và gần như chúng ta thấy rằng là nước nào cũng đều đã bị ảnh hưởng. Và cho đến ngày 15 tháng 8 thì chúng ta thấy trên cái biểu đồ này, chúng ta thấy cho đến cái thời điểm này, nếu như mà mình nhìn mình thấy, nếu mà đúng, nếu mà giả sử nó đã qua cái dịch rồi thì ở cái đỉnh này nó sẽ bắt đầu nó giảm xuống rất là rõ. Nhưng mà hiện nay cho đến cái biểu đồ này, đến ngày 15 tháng 8, chúng ta thấy nó vẫn còn chưa biết là nó có sẽ tiếp tục giảm xuống hay là nó lại chỉ giảm nhẹ rồi nó lại tăng lên. Cho nên rõ ràng là như chúng ta thấy cái tình hình diễn biến của dịch ở trên toàn thế giới nó vẫn còn diễn biến phức tạp. Những cái tỷ lệ, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong như chúng ta thấy trên hình này thì cái tỷ lệ tử vong thì có phần giảm xuống so với những cái ngày đầu. Thì có lẽ là vì những ngày đầu nó có những cái trường hợp chúng ta thấy là gần như là tỷ lệ tử vong nó rất là cao ở cái người lớn tuổi, nhưng gần về sau thì cái ảnh hưởng của COVID nó bắt đầu nó diễn tiến trên những cái người trẻ tuổi hơn và cái ít bệnh nền hơn, mình ta thấy cái tỷ lệ tử vong nếu theo diễn tiến thì nó có giảm xuống hơn. Vậy thì hồi nãy mình cũng có nghe tiến sĩ Thanh Hà nói vấn đề là cái nhân viên y tế, thì thật sự chúng ta thấy là hôm nay nhân viên y tế cho đến nay gọi là cái con số thực tế là bao nhiêu rõ ràng chúng ta cũng chưa có được thống kê đầy đủ. Thường thì mọi khi là Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố được cái tỷ lệ nhân viên y tế thì bị nhiễm COVID-19, nhưng mà đợt này thì tôi không hiểu sao chẳng thấy là công bố này. Gần như là những cái thông tin chúng ta thấy là nó từ các quốc gia, như nãy mình thấy là có nước thì không báo bao nhiêu người đó, hoặc là chỉ còn một cái thông tin chính thống từ Tổ chức Y tế Thế giới thì chưa có. Tuy nhiên là những cái trang mạng người ta vẫn thấy rằng là người ta thì cái ví dụ đây là một cái trang mạng nói về cái trong cái hội điều dưỡng quốc tế, thì người ta nói là 90.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID và tối thiểu là 260 điều dưỡng của họ đã tử vong. Như vậy thì con số của nhân viên y tế của mình bị nhiễm nó có thật sự là nó bao nhiêu? Thì giả sử như chúng ta nhìn về cái phân tích từ những cái đợt dịch trước đi, năm 2003 mình nhớ là cũng một dịch SARS phải không ạ? Thì do con virus SARS-CoV-1, giống như bây giờ mình đặt tên của cái con gây COVID bây giờ là SARS-CoV-2, thì SARS-CoV-1 với cái năm 2003 đó, trong 9 tháng dịch xảy ra thì có 8.000 bệnh nhân trên toàn cầu bị ảnh hưởng. Thì trong 8.000 hơn đấy thì có khoảng chỉ 1.007 nhân viên y tế bị bệnh. Như vậy chiếm tỷ lệ là 21% nhân viên y tế bị bệnh. Đến cái dịch mà mất COVID ấy, thì tổng cộng là có 1.368 người. Thì đến nay số nhân viên y tế người ta tổng kết trong 1.368 đó thì có 183 người những nhân viên mình nhiễm bệnh. Như vậy chiếm tỷ lệ là 13.3%. Thì đến cái sát COVID-2 của mình, phải nói là số lượng người lên tăng một cách kinh khủng so với những đợt trước, đúng không? Hiện nay cho đến 15 tháng 8 là 21.615.000. Như vậy thì cái tỷ lệ nhân viên, số bệnh nhân, số nhân viên y tế mình bị bệnh là bao nhiêu, thật sự mình cũng không biết. Mình giả sử như mình thấy, nếu giả sử mình bị cái tỷ lệ 20% như cái đợt SARS-CoV-1 thì như vậy số nhân viên mình lên đến 4 triệu người, như vậy thì con số nó rất là khủng khiếp và không có như vậy. Như vậy thì giả sử có 10% đi nữa thì cũng là khoảng 2 triệu người. Vậy tôi cũng không nghĩ là nó sẽ cao như vậy. Cho nên vậy thì một cái điều mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái việc chúng ta làm kiểm soát nhiễm khuẩn tốt
chúng ta đã là tăng cường những cái biện pháp cách ly phòng ngừa này, khi chúng ta đã làm giảm được cái số nhân viên y tế của bị bệnh xuống khá là nhiều, chứ không phải như là trước đây nữa. Đây là một cái minh chứng, mặc dù là sau này thì tôi nghĩ là sẽ có cái con số một cách chính xác hơn, nhưng mà tôi nghĩ là cái số lượng nó sẽ thấp hơn nhiều so với SARS-CoV-1 hoặc với COVID. Vậy thì theo về đứng về mặt tỷ lệ thì đây cũng là cái điều mà chúng ta thấy nhờ vào những cái biện pháp phòng chống dịch rất tốt của chúng ta. Thì khi ngay từ đầu của vụ dịch, như nãy chúng ta đã thấy là số lượng của người Việt Nam mình bị nhiễm không ạ? Đến bây giờ là 900 mấy, hơn 900 mấy ca đó. Thì mình thấy ngay từ đầu vụ dịch đó, chúng ta đều lường trước là chúng ta đã có nguy cơ cao mắc COVID. Chúng ta đã có một cái nguy cơ cao rất là mắc COVID, tại vì chúng ta có một cái tiếp cận với là cái biên giới của Trung Quốc đến 1.281 cây số, và chúng ta đã giao lưu. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta giao lưu thương mại với Trung Quốc rất là lớn, nguồn nhập khẩu lớn nhất của mình cũng là từ Trung Quốc, cho nên khi mà Trung Quốc mà mắc là mình biết ngay là mình sẽ cái nguy cơ của mình cao cực kỳ. Rồi ngoài ra mình là nước du lịch nữa, dân số của mình là lớn 97 triệu, thì tất cả những cái điều này dẫn đến một cái chuyện là ngay khi mà Vũ Hán vừa bị là Việt Nam mình rất là lo lắng là mình sẽ có một cái số lượng mắc rất là cao. Tuy nhiên với cái gần như là với cái ứng phó dịch của mình khá là tốt, chúng ta thấy cái diễn biến tại Việt Nam của mình cũng rất là khả quan. Mình thấy đi, mình nhớ là cái hồi cái làn sóng 1, gọi như là cái làn sóng 1 đi, từ ngày 23 tháng 1 có thể nói là chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là có khoảng 16 trường hợp, thì những 16 đầu thì lúc đó những ca bệnh nó đi từ Trung Quốc và gia đình thôi. Nhưng mà cái ca số 17 mà có lẽ ai cũng nhớ, thì bắt đầu mở ca số 17 mở ra cái làn sóng 2, đó là bắt đầu có những ca từ châu Âu và Nam Mỹ, nhưng có lây truyền trong cộng đồng. Nhưng mà tất cả các nguồn chúng ta đều xác định rất là rõ. Đến cái hoa cái đợt thứ 3, tức là cái giai đoạn mà có cái dịch tại Bạch Mai đó, chúng ta thấy sao? Có lây truyền ở trong cộng đồng, nhưng mà có một số trường hợp cái nguồn mà mình xác định nó không rõ ràng. Thì đấy chính là cái giai đoạn mà mình lo lắng nhất. Nhưng mà sau khi mình áp dụng giãn cách xã hội thì mình ngày 22 tháng 4 đến suốt tháng 7 mình không còn các ca nào lây truyền trong cộng đồng. Thì chính vì suốt mấy tháng này không có, cho nên là đến qua cái làn sóng 2, qua cái làn sóng 2 là 22 tháng 7 là từ đó đến 15 tháng 8 đã có chỉ một thời gian rất là ngắn đã lên đến 445 trường hợp. Và những cái làn này thì cái lây truyền nhanh trong cộng đồng, và đặc điểm của cái làn sóng 2 này là sao? Là chúng ta không có tìm ra được cái ca F0, có nghĩa là chúng ta không biết được cái người đầu tiên lây nhiễm là từ đâu. Và chúng ta biết được là có những người đã nhập cư trái phép không qua cái 14 ngày cách ly, thì chính những người đó có thể làm lây trong cộng đồng, nhưng mà cái người đầu tiên lây là người nào đến giờ mình cũng không biết. Nhưng mà thật sự chính đây thì tôi nghĩ mình không cần phải biết rằng là cái ca đó là ở đâu, nhưng cái quan trọng là mình phải biết cái cách phòng ngừa như thế nào cho tốt. Vậy thì rõ ràng nếu mà tính về giữa những cái đợt dịch mà hai cái đợt làn sóng, mình thấy cái đợt dịch không ai có thể chối cãi rằng là mình đã thành công, đúng không? Tại vì cái đợt qua cái phần này thì mình bắt đầu cảm thấy là mình có phần bị là không khống chế nổi, nhưng mà rõ ràng là đợt dịch thứ nhất là mình đã rất là thành công, rất là tốt. Thì đợt visa mà mình đã thành công được bởi vì nhờ mình đã nói là mình đã có cái khẩu hiệu mà tôi thấy rất là hay là chống dịch như chống giặc. Tôi thấy rằng là không biết mình làm kinh tế thì có vẻ là không có tốt lắm, nhưng mà không hiểu sao mình đánh giặc có vẻ khá tốt. Cho nên là khi mình nói là chống dịch như chống giặc đó là gần như là mình làm rất là tốt. Mình áp hết chiến lược phòng ngừa trong hết tất cả trong các diện rộng, tất cả các ban ngành tham gia. Nếu mà như mà chỉ có mình Bộ Y tế lo làm cái vụ này thì chắc là tôi nghĩ không thể nào thành công như vậy. Nhưng mà đây các ban ngành từ Bộ Y tế, từ Bộ Quốc phòng, rồi từ các bộ công an, tất cả đều tham gia vào. Và chúng ta đã áp dụng một cái chính sách phòng ngừa rất là nghiêm ngặt. Mình cách ly thì hết tất cả các người có yếu tố dịch tễ, cách ly tất cả các ca dương, truy tìm hết tất cả những người có tiếp xúc gần và các người khác, rồi sàng lọc cách ly nghiêm ngặt. Các nước người ta không làm được như vậy đâu. Nhất là các nước châu Âu và châu Mỹ. Các nước châu Á thì còn có, nhưng mà các nước châu Âu thì mình không làm được tất cả những cái cách ly mà khá tốt giống như là mình. Nhưng mà một cái đặc điểm mà tôi cũng muốn bàn luận ở đây ấy, là chúng ta thấy rằng là
mà chúng ta cần phải rất là lưu ý, đó là những cái tâm dịch mà nó gây ra lan truyền cao là toàn là từ mắt, từ bệnh viện. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bởi vì rõ ràng là cái việc mà lây lan trong bệnh viện á, là nó có liên quan tới việc chúng ta làm kiểm soát nhiễm khuẩn chưa có tốt. Bởi vì ví dụ như chúng ta thấy rằng là, ví dụ như cái đợt sóng 1 chúng ta có 44 ca mắc ở bệnh viện Bạch Mai đi, thì cái nơi á, mà mình biết là COVID là nơi trung tâm bệnh nhiệt đới, thì 5 bệnh nhân nhập viện vào là y như là 5 bệnh nhân đó không lây cho ai hết. Nhưng mà lây là lây ở đâu? Nó lây ở những chỗ khác. Nó lây ở khoa thần kinh, ở một cái khoa khác, là cũng từ một người nhà họ đi vào họ thăm, và sau đó họ lây cho người bệnh, và người bệnh này là lây cho người bệnh bên cạnh. Rồi á, rồi lây cho một cái đoạn là những người khác, đó là gì? Ở những cái khu vực không phải là ở bệnh nhân, mà là khu vực nhà ăn, khu vực dịch vụ ăn uống. Rồi cũng từ là một người ở trong cộng đồng, mà sau đó lây lan cho những cái những dịch vụ khác. Như vậy thì rõ ràng là cái việc lây nhiễm trong bệnh viện, thì trong những cái buổi tiếp theo thì mình sẽ bàn luận về vấn đề này hơn, kỹ hơn. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng là nếu như chúng ta phân tích, chúng ta thấy cái việc lây lan trong bệnh viện đó, nó sẽ nó rơi vào những cái vị trí mà chúng ta ít có nghi ngờ, và chúng rất cần là chúng ta phải tăng cường cái biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cho cả những cái vị trí, những cái vùng mà nó ít có nghi ngờ nhất. Và ngay cả như cái đợt dịch tiếp theo, chúng ta thấy không, ở Đà Nẵng không ạ? Như vậy thì nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy là cái ca, không biết là ca F0 ở đâu, nhưng mà cái ca mình phát hiện đầu tiên là ở bệnh viện Đà Nẵng, mà ở cái khoa hồi sức tích cực. Và trong bệnh viện đó chúng ta thấy rằng là gần như là tất cả các khoa đều có, khá nhiều các khoa đã có khoa hồi sức tích cực, rồi khoa cấp cứu, khoa nội thận, nội tiết cũng là một cái khoa cũng số bệnh nhân mắc rất là nhiều, rồi đến các khoa khác, đúng không? Khoa y học cổ truyền, thì tất cả những cái như vậy thì rõ ràng có một cái sự lây lan COVID rất là rõ giữa các khoa trong bệnh viện. Thì điều này khiến cho chúng ta rất là cần chúng ta phải xem lại vì sao mà lại có thể lây lan được như vậy ở trong các cái khoa ở trong bệnh viện. Và đương nhiên bệnh nhân từ bệnh viện này là chuyển qua bệnh viện khác đấy, thì cũng lại tiếp tục lây lan, và sau đó là qua do đường du lịch là lây lan qua các tỉnh khác. Nhưng mà lây lan qua các tỉnh khác chúng ta thấy cái số lượng ca nó ít, đúng không? Mà lây lan trong bệnh viện là nhiều. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy là cái việc mà kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế rất là quan trọng. Bởi vì COVID thì mình nhìn, mình có xét nghiệm, mình thấy, sau này khi mình thấy thì mình lại mình có thể xem được. Nhưng mà nhiều khi có những cái bệnh lý nhiễm trùng khác, nhiều khi nó cũng lại lây lan như thế này mà mình không thấy, đúng không? Do đó thì đây là một cái mà tôi muốn lưu ý là cái, trong bệnh viện chúng ta rất là cần cái việc kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt hơn ngay trong vụ dịch, và ngay cả khi không có cái vụ dịch, khi trong khi mà người không có. Như vậy những cái điểm chính của cái đợt dịch mới của chúng ta là như thế nào? Chúng ta thấy rằng là cái tốc độ lây lan nó rất là nhanh tại các tâm dịch, nó đi qua các tỉnh thành. Và cái trước kia thì chúng ta thấy cái hệ số lây nhiễm RO, tức hệ số lây nhiễm có nghĩa là nếu hệ được số không. Lây nhiễm RO bằng 2, bỏ đầu tiên là mình nghĩ là bỏ hết đi. Bằng 2 có nghĩa là một người nhiễm sẽ lây cho 2 người, bỏ hết đi. Hai người này là tiếp tục lây tiếp cho 4 người tiếp. Nhưng mà cái đợt ở về sau thì người ta thấy không phải 2 nữa mà lên 3, 4. Nhưng mà cái đợt mà của mình tại bệnh viện á, thì tính ra hệ số lây nhiễm nó lên đến 5. Như vậy thì nó lây lan rất nhanh ở trong bệnh viện. Và nó còn có một cái điều nữa là làm lây cho các tỉnh thành nhiều đó, là vì sao mình đã xảy ra cái vụ dịch này trong cái thời điểm dù là chúng ta không nghĩ đến nó là cái. Tôi cũng thật ra bị những cái bệnh thì tôi nghĩ lại, tôi cũng thấy là tiếc một cái chỗ là lúc đó chúng ta đúng là có những cái bệnh nhân mà trong thời đó, thì nếu như mà những cái bệnh nhân mà có những cái viêm phổi hoặc có những cái siêu hấp không điển hình, viêm thường là những cái viêm phổi mà không điển hình thì thường nhiều khi có thể là do virus, rồi những trường hợp siêu hấp mà chưa có rõ nó là viêm phổi gây nhiễm trùng, thì mình phải nghĩ cái chuyện thử COVID, thử có COVID hay không. Nhưng mà một bệnh nhân đầu tiên tôi thấy đi qua rất nhiều bệnh viện không hề thử,
đây thì một vì do là mình không có nghĩ cái đến dịch nên chính vì vậy mình ngay là một tốc độ lên càng nhanh, thì đây là một cái điều cũng khá tiếc, cho nên là nếu mà mình phát hiện sớm thì cái ảnh hưởng nó không có nặng đến như thế này. À, cái thứ hai nữa là được cái điểm chính của thứ hai này là tỷ lệ tử vong cao. Cái đầu tiên á, chúng ta đâu có suốt cái đợt trong phải không ạ? Như cái ca 91 á, cứ nghĩ là tử vong rồi mình đã cố gắng hết sức để coi như mình muốn rằng là tỷ lệ tử vong mình là 0%. Nhưng mà đến khi đợt dịch này thì gần như là mình chịu. À, bởi vì sao? Mình tập trung vào các khoa điều trị. Tại vì các bệnh nhân đó họ bị ở những cái bệnh nhân đã suy giảm miễn dịch là ở khoa nội tiết niệu, khoa hồi sức tích cực, khoa nội thần kinh. Những cái khoa là bệnh nhân rất là suy giảm miễn dịch cho nên là rất là khó để mà cứu được người bệnh trong khi bệnh nhân có bị suy hô hấp. Như vậy thì cái điều gì trong cái tình hình mới này mà chúng ta cần lưu ý? Tôi nghĩ rằng là cái lưu ý đầu tiên mà hiện nay chúng ta đang có là gì? Chúng ta đã có lây truyền trong cộng đồng và số người mắc chúng ta tăng. Vì không biết những ngày, trong những thời gian mấy ngày hôm nay tôi theo dõi thì tôi có cảm giác thôi rằng là cái số người mình bắt đầu giảm xuống. Nhưng mà và hy vọng là sẽ giảm xuống. Nhưng mà không biết là có cái vì dựa vào cái phân tích những cái dịch tễ nhìn theo cái biểu đồ dịch tễ thì tôi thiên về cái việc là có khả năng nó sẽ giảm xuống, nhưng có điều là mấy cái bạn ở vi sinh miền vẫn cứ hay nói tôi cái con SARS-CoV-2 này thật là nó rắc rối lắm, chả hiểu nó thế nào nữa, cho nên là không biết như là nó sẽ có tăng hay không. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thấy rằng là ở đây có một cái điều chúng ta thấy là chúng ta đang đương đầu với một cái chuyện khác nữa, đó là chúng ta phải giải quyết các bệnh lý của cái người mang SARS-CoV-2. Có nghĩa là sao? Người SARS-CoV-2 khi mà họ đã nhiều mà còn nhiều COVID này đã có nhiều rồi thì họ sẽ có những cái bệnh lý khác, sẽ họ cũng sẽ là những sản phụ, họ mang thai, họ đến lúc tới kỳ họ cần phải sinh đẻ. Vẫn có những người đang khỏe mạnh chỉ có nhiễm SARS-CoV-2 thôi, nhưng mà tự nhiên đùng cái là bị đau ruột thừa, bị đau dạ dày mà phải mổ hay là cái gì đó. Chúng ta thấy không mà. Rồi trên thế giới còn có chuyện buồn cười nữa là phải là cưới, là phải làm đám cưới trong cái đợt dịch này, chính cái người dương tính đó. Cho nên là gần như là cái việc mà chúng ta giống như chúng ta đang sống với những cái người đang nhiễm SARS-CoV-2 và chúng ta phải giải quyết tất cả những cái vấn đề liên quan tới cái người SARS-CoV-2. Và cái một điều nữa là mình nhớ rằng đó đền nó là một tăng nguy cơ dịch rất là rõ. Và cái một đền một cái vấn đề tình hình mới chúng ta thấy yếu tố dịch tễ bây giờ cũng khó xác định. Mình đã cố mình cách ly rất là đủ, mình đã làm đủ biện pháp để mình tìm kiếm những người đó, nhưng mà vẫn có thể cái chuyện mà lọt sổ người nào đó có chuyện xảy ra. Do đó tôi nghĩ là khi mà cái yếu tố dịch tễ mà đã khó xác định thì trước kia thì chúng ta dựa chủ yếu vào yếu tố dịch tễ, nhưng mà giai đoạn này nếu mà yếu tố dịch tễ khi đã khó xác định thì lại cái việc tăng cường sàng lọc của mình lại là quay ngược lại cái chuyện là chú ý vào triệu chứng lâm sàng, tức là những trường hợp mà viêm phổi siêu hấp mà nghi do virus thì hoặc chưa rõ nguyên nhân đó gì thì cũng phải không có loại trừ đó là SARS-CoV-2, là mình phải làm cái chẩn đoán phân biệt liền. Thì đó là một cái số các cái bàn luận về cái vấn đề mà tình hình của thế giới Việt Nam. Vì cái phần của cái con SARS-CoV-2 thì tôi cũng muốn xem một số bàn luận nữa. Thì SARS-CoV-2 thì chúng ta biết rằng là nó thuộc cái dòng coronaviridae. Thì hiện nay chúng ta thấy như trên cái màn hình này, đây là cái cây của tất cả các loại virus. Thì SARS-CoV-2 nó thuộc dòng coronavirus, thì trong đó coronavirus có 4 dòng là ABCD, 4 nhánh ABCD. Thì cái nhánh MCoV nó ở nhánh C, nhưng mà SARS-CoV-1 và SARS-CoV-2 là chung là ở cái nhánh B. Và SARS-CoV-2 của mình nó giống tương đồng với lại SARS-CoV cái thời 2003 là đến 80%, còn lại 20% khác nhau. Và hồi nãy tiến sĩ Thanh Hà cũng có nói về cái sự biến thể của các con SARS-CoV-2 của mình, nó là biến thể đến được thứ 67 gì đó rồi không ạ, thì vẫn có những cái lõi của nó thì vẫn có khoảng 80-90% tương đồng, chỉ có khoảng 10% là khác nhau. Và cho đến nay thì cái nguồn lây truyền đó, thì tôi cũng nghe người ta hay nói là hỏi là không biết cái nguồn lây truyền nó có từ thực vật hay không, thì cho đến nay người ta vẫn nói là nó từ động vật hoang dã thôi rồi sau đó lây truyền từ người sang người, chứ còn nếu mà bảo là từ thêm thực vật nữa thì tôi chưa thấy có nào hết. Thì tất cả những cái coronavirus từ hồi nào giờ đều như vậy. Còn cái đường lây truyền như thế nào thì rõ ràng là chúng ta đã rất là
quen thuộc với lại cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới này rồi, cho nên tôi không cần phải chiếu cái video này nữa, và chúng ta sẽ nói về cái đường lây truyền kỹ hơn cái trong những cái bài kế tiếp và những cái tiếp theo. Tuy nhiên mà cũng nhấn mạnh lại là cho đến nay thì vẫn là lây truyền qua đường tiếp xúc và qua giọt bắn, và chỉ không khí cũng là nhấn mạnh trong trường hợp có làm thủ thuật tạo ký dung mà thôi. Và cái phần mà bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc nói, nhiều khi mọi người bảo rằng là tại sao mà cứ một bên là giọt bắn, bên không khí là làm cho mọi người cứ bàn luận về chuyện đó. Bởi vì thật sự nếu như chúng ta nói họ lây qua, nếu con SARS-CoV-2 này nó lây qua đường không khí là một cái chuyện rất là nặng nề. Bởi vì chúng ta thấy giả sử đây á, lây qua đường cái giọt bắn á, thì là một cái răng nó ra với phân tử trên 5 micromet. Nó ra với cái vận tốc rất là nhanh, trong vòng khoảng là 1 mét và bắn xuống rất là nhanh. Và nó đi vào cái người đối diện trong vòng 1 đến 2 mét. Nhưng mà nếu như chúng ta đã bảo nó lây qua đường không khí, có nghĩa là cái con virus nó nhỏ dưới 5 micromet và nó sẽ khi ra khỏi người bệnh nó sẽ bốc hơi trong không khí. Như vậy là chỉ cần một người có SARS-CoV-2 ở đâu đó, ở trong phòng mà có thể họ đi vào đó rồi sau đó họ đi ra rồi, thậm chí mình bước vô cái phòng đó mình cũng bị nhiễm. Và như vậy cái chẳng lẽ điểm là nếu mà đúng như vậy thì đi đâu mình cũng phải mang khẩu trang N95 chứ không phải y tế nữa. Tại vì y tế họ không có ngăn ngừa được những con lây truyền qua đường. Cho nên đến bây giờ thì mặc dù là chúng ta đọc báo chúng ta cũng sẽ thấy có những cái bài người ta nghi là có lây truyền giọt bắn, nhưng mà nếu mà lây qua đường không khí thì sẽ là không đơn giản chút nào, và cái mức độ lây lan nó sẽ cao hơn nhiều. Và những cái thủ thuật mà nó để tạo ra để nó biến cái con virus nó lây qua đường không khí thì như chúng ta thấy ở đây, thì cái phần những bài sau chắc sẽ thành xin nói kỹ hơn, nên chỉ tự lướt qua thôi. Và chúng ta thấy rằng là đa phần là chỉ những cái thủ thuật về cấp cứu như đặt một cái quản thở khí dung quốc dịch này thôi. Tuy nhiên có những cái mà những cái đợt cuối chúng ta sẽ có nó kiểm soát nhiễm khuẩn trong nha khoa với trong tai mũi họng á, thì chúng ta thấy rằng là ở cái giai đoạn dịch này á, mình nên đối với trong răng và mặt đi nha khoa thì nên tránh làm cạo răng, chấm răng, vì những cái thao tác này nó sẽ làm tăng cái nguy cơ lây ra cái đường không khí, hoặc là cho bệnh nhân thở khí dung ở tai mũi họng cũng vậy. Thì đây là những cái mình lưu ý. Và hồi nãy mình có nói về cái đường lây truyền và còn cái mức độ lây lan của nó, thì mình dựa vào cái chỉ số RO. Thì chỉ số RO thì như nãy tôi nói là nó vi trước kia thì khoảng là 1.4 đến 2.5, nhưng đến nay thì ví dụ vừa rồi ở chỗ Đà Nẵng mình là nó lây lên trên là tầm khoảng 5 lần. Về lâm sàng thì chắc mọi người cũng rõ hết rồi, nãy là tiến sĩ Thanh Hà đã nói rồi nên là tôi lướt qua thôi. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là đến 63% là bệnh nhân là không có triệu chứng, và khi có triệu chứng là chủ yếu là nhân sốt, có ho, có rát họng, có mệt. Và vì sao có người thì bị nặng, có người thì bị nhẹ? Người ta biết là những người bị nhẹ thì con virus thường là họ xâm nhập vào tế bào biểu mô phổi, và cái trên phổi nó sẽ có cái hệ thống bảo vệ tại chỗ như đại thực bào lympho interferon á, sẽ giúp loại bỏ ngay con virus, do đó là chúng ta là nhẹ. Nhưng mà những cái người mà có bệnh nền, những người có suy giảm miễn dịch thì lúc đó cái hệ thống bảo vệ của họ không còn nữa thì nó gây ra tổn thương tế bào biểu mô phổi và mạch máu, và từ đó nó dẫn đến cái tổn thương phổi rất là nặng. Và đây là cái hình ảnh X quang phổi của bệnh nhân đầu tiên SARS-CoV-2 đầu tiên ở Vũ Hán. Rất là, đây là trường hợp nhẹ thôi. Vậy thì khi mà mình làm sàng lọc á, thì chúng ta nhớ rằng là sàng lọc thì lúc nào cũng là có ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh xác định. Vậy thì ca bệnh nghi ngờ luôn luôn là có yếu tố lâm sàng cộng với yếu tố dịch tễ. Thì những trường hợp này là chúng ta đã làm trong cái sàng lọc thì chúng tôi nghĩ là chúng ta đã nhớ hết rồi. Luôn luôn là phải có hai cái yếu tố này, và luôn luôn phải có những cái vấn đề là đánh giá cái tiếp xúc gần. Thì tiếp xúc gần như thế nào thì có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu rất là kỹ rồi, thì chắc là tôi xin lướt qua cái slide này. Và một cái quan trọng nữa là vậy thì ca nào là chẩn đoán xác định, thì đây cũng là một điều mà mấy ngày này chúng ta thấy là có những cái ca tôi bảo là test nhanh dương tính, xong rồi mọi người rất là lo lắng, sau đó là làm PCR là âm. Thế thì chúng ta lưu ý rằng là cái xét nghiệm mà chẩn đoán
để gọi là xác nhận, công nhận chắc chắn thì nó chỉ là field type PCR hoặc là giải trình tự gen virus mà thôi. Còn những cái ví dụ như chúng ta cho thử máu, chúng ta làm test nhanh, chúng ta hoặc là chúng ta thử trên là chạy trên máy cobot, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái quan trọng là ta sẽ hỏi rằng là cái ý nghĩa của xét nghiệm đó là gì. Nếu mà cái xét nghiệm nó chỉ là để chẩn xác định cái lượng kháng thể IgG IgM á, thì không có ý nghĩa để chẩn đoán. Tại vì IgM nếu mà xét nghiệm đó dương tính có nghĩa rằng là bệnh nhân đó đã có nhiễm Covid, tức là họ nhiễm lúc nào không biết, hoặc có thể họ đã nhiễm lúc nào không biết, nhưng mà vào cái thời điểm mà mình làm xét nghiệm đó chưa chắc họ đã bị nhiễm. Đó. Cho nên chính vì vậy là có nhiều trường hợp test nhanh dương nhưng mà sau đó PCR lại âm là lý do vì vậy. Thì có lẽ là họ đã nhiễm đâu trước đây mấy tháng hay cái đợt dịch một đâu không chừng, thế nên bây giờ lại làm ra dương, thì bây giờ lại thử lại là nó là không có, không còn nữa đó. Nên là đây là một cái chuyện mình thấy rất là lưu ý. Còn có nhiều trường hợp mình làm test nhanh mà âm tính đi nữa cũng không có loại được là không có Covid đâu. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta thấy mất 10 ngày không mới tạo ra kháng thể được. Như vậy thì biết đâu là nó đang ở cái giai đoạn chưa tạo ra được kháng thể, thì cho nên cũng không loại được. Nên mình lưu ý cái chuyện đó. Vậy thì cái ca bệnh xác định là nhớ rằng là có những cái biểu hiện lâm sàng mà ăn quan trọng là dựa vào xét nghiệm thôi. Xét nghiệm có PCR dương tính thì mới bảo mình xác là, hoặc là giải trình tự gen virus thì mình chưa làm được, làm rất là hạn chế. Cho nên là quan trọng là cứ PCR dương tính thì mình mới xác định được, lưu ý điều đó. Và mình lưu ý luôn là mình phải phân biệt với những cái trường hợp cúm hoặc là những cái nhiễm sát COVID hay mất COVID hoặc những viêm phổi không điển hình khác, bởi vì thật ra triệu chứng lâm sàng nó rất là giống nhau. Và điều trị thì nãy chúng ta cũng đã nghe tiến sĩ Thanh Hà nói rồi. Thật sự thì gần như là chúng ta đang cũng điều trị triệu chứng với điều trị hỗ trợ và điều trị bệnh nền. Vaccine hiện nay cũng đang chờ đợi, tức là hiện nay là mình đã có, trên thế giới đã có khoảng 23 công ty người ta đã chế được vaccine cho đến giai đoạn 3, tức là đã thử được trên người tình nguyện rồi và chỉ chuẩn bị để mà xuất xưởng đó thôi. Nhưng chắc là chúng ta cũng còn phải chờ đợi nữa thì để mới có cái vaccine. Về điều trị virus á, thì gần như hiện nay á, ở các bệnh Việt Nam mình á, thì đã bắt đầu chấp nhận dùng cái phác đồ là lopinavir cộng ritonavir cộng interferon. Ở Mỹ thì người ta đang dùng remdesivir, và Bộ Y tế mình cũng đã chấp thuận cho dùng immunoglobulin. Còn cái dược virus favipiravir cũng có nói nhưng mà cũng chưa nói. Và huyết tương của người đã khỏi thì cũng cho phép dùng. Và chloroquine á, thì trước đây là cũng đã có một thời gian mọi người thậm chí đi mua chloroquine về để mà xài phải không ạ? Thì hiện nay là không dùng nữa. Và điều trị bây giờ chúng ta sẽ thấy cái nguy cơ tử vong á, nó cao. Nơi tử vong ở những cái người lớn tuổi nó khác biệt giữa người lớn tuổi rất nhiều. Chúng ta thấy này, nếu mà dưới 18 tuổi thì chỉ có 0.4 trên 1.000 người chết thôi. Và nó cứ tăng dần lên theo lứa tuổi, nó tăng dần theo lứa tuổi. Và cái lứa tuổi mà bắt đầu là 65 trở lên á, là gần như là gấp mấy trăm lần so với lứa tuổi trẻ. Cho nên là cái đợt dịch đầu người ta cứ nói là chết cả một cái thế hệ là vì như vậy. Bởi vì cái thế hệ của người, những người từ trên 75, chúng ta nhất là đặc biệt trên 85 là tử vong từ cứ 300 trên 1.000 người. Và tỷ lệ tử vong nó lên đến là 1/3 luôn. Nên là rõ ràng là cái nguy cơ nó lên thuộc vào tuổi rất là rõ. Và khi những ca tử vong đấy người ta xem lại thì nó tổn thương cả cái phần hô hấp và cả tuần hoàn nữa, chứ không phải chỉ riêng về cái phổi thôi. Cái phổi là người ta thấy tắc những cái phế quản nhỏ, nhưng còn ở cái nội mạch nó cũng có tạo ra những cái huyết khối, những cái tắc mạch nữa, và nó gây tăng đông ở nhiều nơi. Thì tóm lại thì rõ ràng là cho đến nay chúng ta thấy rằng là cái tình hình Covid-19 còn diễn tiến rất là phức tạp và chúng ta cũng chưa có dự đoán được ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam sẽ diễn tiến như thế nào. Và để cho, tuy nhiên là cái vấn đề quan trọng là có nghĩa là chúng ta rất là cần phải tuân thủ đúng các chính sách, các chiến lược. Thì trong cộng đồng là có những cái chiến lược ở trong cộng đồng, và trong bệnh viện cũng có những cái chiến lược ở trong bệnh viện, và chúng ta phải tuân thủ đúng tất cả những cái chiến lược và chính sách đó. Thì đây chính là cái biện pháp tối cần thiết để chúng ta có thể giảm được cái nguy cơ mà chúng ta bị nhiễm cái COVID-19 này.
Và nếu như mà hy vọng rằng là sau cái đợt dịch này thì đợt dịch này của chúng ta trong những ngày kế tiếp, tôi rất yêu mong muốn rằng là có thể giảm xuống và để chúng ta lại trở lại, quay lại cái trở lại thời cái bình yên như trước kia. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả chúng ta. Dạ vâng, xin được cảm ơn bài trình bày rất là chi tiết và tỉ mỉ và làm rõ thêm rất là nhiều vấn đề của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Thư. Và tiếp theo sau đây thì em cũng được xin phép được hỏi hai cô diễn giả là liệu mình có thư giãn 5 phút nghe nhạc Beethoven hay là nghe nhạc Genkovi không ạ? Để mà mọi người lấy tinh thần để mà chuẩn bị cho cái phần thảo luận tiếp theo ạ. Tôi thấy mình có mấy cái clip vừa qua, không biết không biết chúng ta có theo dõi cái clip vừa qua về Covid ở Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn triển khai không ạ? Thì đã có nhiều cái, chúng ta đã có giải thưởng rồi đó. Hay là tiến sĩ mình cũng mở một cái clip vừa qua mà được giải đặc biệt hay giải nhất trong lúc giải lao, lúc chờ đợi mọi người hỏi các câu hỏi. Dạ, em xin tuân lệnh cô ạ. Xin quý vị đợi cho một chút xíu, một phút ạ. Trong khi mà chờ đợi thầy Tuấn tìm bài thì trong này có một cái câu hỏi các bạn lo lắng về những cái bài này, thì những cái bài này thì chúng tôi sẽ đưa lên trên trang web của hội và các bạn có thể tham khảo. Dạ vâng, xin mời mọi người xem cái giải đặc biệt của Bệnh viện Quân y 175 ạ. Tuấn ơi, cho tiếng to lên Tuấn ơi. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona.
phận mình và giữ ý thức vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện xe trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lãnh mình. Kể câu nào ta không chiến thắng, trừ người này đêm đang cố gắng. Một vòng tay nói cho Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Trên Facebook phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lãnh mình. Kể câu nào ta không chiến thắng, chiều người này đứng đang cố gắng. Một vòng tay nói cho Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.